Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa, giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ diễn ra. Đội bóng được mệnh danh là chim hoàng yến xin chơi đừng còn một trận đấu giao hữu nữa để hoàn tất quá trình rà soát lực lượng. Công Phượng đã có mặt tại xin chơi đừng được ít ngày và nếu nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội, đây có thể là dịp để anh vào sân làm quen với môi trường mới. Giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ bắt đầu vòng đấu đầu tiên vào ngày 27 tháng 7 tới và câu lạc bộ xin chơi đừng của Công Phượng sẽ có trận mở màn sau đó một ngày. Xin chơi đừng sẽ chạm trán Excel Marklin trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Bỉ. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 7. Ngay sau đó là chỗ trận tử thần khi đội bóng của Công Phượng sẽ lần lượt đối đầu với Club Brugge và Standard Liège. Club Brugge đang là á quân của giải vô địch quốc gia Bỉ mùa trước, trong khi Standard Liège về thứ 3. Đáng chú ý, trận đấu với Standard Liège sẽ diễn ra vào lúc 19:30 giờ Việt Nam. Đây cũng là khung giờ đấu sớm nhất của giải vô địch quốc gia Bỉ. Xin chúc đừng sẽ đối đầu với Anderlecht của Vincent Kompany và Samir Nasri, hai ngôi sao từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh vào ngày 26 tháng 10 ở vòng đấu 10 lúc 23 giờ. Từ cuối tháng 10 cho đến hết giai đoạn 1 vào giữa tháng 3, tất cả các trận đấu của giải vô địch quốc gia Bỉ đều diễn ra vào lúc 0 giờ. Xin chúc đừng sẽ gặp Standard Liège và Anderlecht vào đúng hai vòng đấu cuối. Giải vô địch quốc gia Bỉ có 16 đội, sau 30 vòng đấu sẽ chọn 6 đội dẫn đầu để lọt vào vòng cạnh tranh chức vô địch. Ở đây, các đội lại tiếp tục đá vòng tròn 2 lượt. Đội nhất bảng sẽ giành ngôi vô địch cùng suất vào thẳng Champions League. Đội nhì bảng giành suất tham dự vòng sơ loại thứ 3 của Champions League. Đội đứng thứ 3 sẽ lọt vào vòng sơ loại thứ 3 của Europa League. Mùa trước, xin chơi đường đứng thứ 7 khi hết giai đoạn đầu tiên của mùa giải và bỏ lỡ đáng tiếc giai đoạn playoff tranh chức vô địch. Trong giai đoạn cạnh tranh chiếc vé dự vòng sơ loại thứ 2 của Europa League thông qua hệ thống đá vòng tròn tính điểm, xin chơi đường chỉ về thứ nhì sau Charleroi và không thể lọt vào vòng playoff. Công Phượng đã ký hợp đồng với câu lạc bộ xin chơi đường vào sáng ngày 5 tháng 7. Chia sẻ với truyền thông, Công Phượng háo hức trước cơ hội được thử thách tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi chứng tỏ khả năng của bản thân và đưa bóng đá Việt Nam đến với thế giới.